Hello chú, ngủ mà dậy ngủ hoài vậy ta? Lễ lộc mà sao ngủ hoài vậy? Hả? Lúc nè, trời tôi khổ quá. Ồ, sao không lấy cái đó ra? Lúc làm gì vậy? Bởi vì hỏi tôi kỹ để tôi coi tôi còn thích không? Tôi tối nay ăn anh chị em mình hết nói chuyện. Đó, đó, mấy cuộc rồi, trời ơi, sao không rồi? Ai làm được vậy? Ồ, em úp luôn hả? Vừa vừa đó. Úp ở trong em, bạch bạch ở trong á. Đây à. Chè chè sơ sơ cho nước tay. Vừa vừa thôi chút xíu mình có gì mình chấm đừng có mặn lắm. Cái liền nè. Nhà nghỉ đàn luôn á. Ồ bữa nay con còn rể bà kè biết úp gà hấp xả nữa nè. Mày con đó đủ không? Hồi nãy hơi nhỏ à. Vừa vừa. Vừa hả? Bỏ tí xíu muối hột ở dưới cho nó xong rồi nó ngon. Không có xả em. Xả hả? Hấp xả mà. Xả mà. Hấp xả luôn hả? Làm neo nha nó đàng hoàng nha. Làm neo đàng hoàng. Hấp cái món coi. À bữa. Hồi bữa tôi mua hai con. Còn con nữa. Trung ấy qua không? Xí. Có chứ. Ờ, good. Chị anh đang uống không? Good. Mẹ làm 5 con, mình làm có 1 con. Đồ em ấy cái đầu nó lên, lấy cái đầu lên quấn vòng vòng á cho nó có chỗ. Dạ, nó thấp xuống chút xíu. Dạ. Yeah. 10 đồng ngon chứ. Còn đấy, được đấy. Thì đi đâu giá mà. Ừ. Nửa trái chanh hả? Ừ. Nặng nặng xung quanh đại. Cái này chắc chết. Mấy cái hầu đó. Thì nửa trái mới bỏ cái số vô cho phải không? Rồi. Cho cái nắp kìa. Bự nắp này hả? Có nắp nào bự nữa không? Cái mà mấy cái nồi mà nó bỏ em. Ồ em không chừa gạch chút xíu chiên cơm hả? Chút xíu lấy gạch đó hả? Thì cần gạch đó không biết. Ừ. Lát chiên cơm thì lấy gạch. Ờ chút xíu mình được cái múc gạch ra để gạch đó chút chiên cơm. Nóng sụp xuống em hả? Nóng lên gà cho bự quá vậy. Con gà mà nói người ta liền. Bây giờ phải chặt mất à, tôi nói. Đó. Rồi kiếm gì đằng lên. Coi cái cánh với cánh ấy tháo cánh ra. Từ từ nghiên cứu, không sao đâu, từ từ nghiên cứu đó. Coi nước tay em, nó không đứt đâu, cái chỗ đó nó không cứng đâu. Từ từ nghiên cứu cái đấy, lắc thôi coi. Có khi nào cắt cái này ra không nè? Có khi này ra đâu không? Ừ, đúng rồi vậy. Ờ, tôi kêu nghe mùi thơm mà xuống đẹp nghe mùi thơm luôn. Rồi, như bạn sao vậy? Ôi, cái nắp không có đâu. Nữa không? Còn cái này nữa không? Một cái nữa. Chắc được á, đấy. Đó đi thôi coi. Nè, mấy bữa đó. Chạy ngoài xa lấy cái này đại nghĩa nó cá. Ừ, vậy rồi. Này gọi là cái khó ló cái khôn. Cái này 40 phút sau nó mới chín mà. Em xào cua xong rồi bắt cái này lên hầm được rồi. Anh con đô nè nó mua thêm 5 kết nữa là 10 rồi. Không còn cái đó 30 kết nữa. Cái này chín rồi nè. Lấy cái này ra không phải bỏ cái trà. Ừ. Bỏ lại cái thớp đi. Rồi cái đầu tiên nha, ngày đầu tiên là nó mở phòng. Là qua thứ hai chị là ngày đầu tiên là chị hái dài dài trái là ngày thứ hai là coi như là linh rồi đó.
Thì chào các bạn, tiếp tục nhậu nữa nha. Ba ngày lễ đây là cái cách ngày gặp anh em ngày, cách ngày gặp em lần. Món đầu tiên món cua. Bữa nay trời rất là lạnh nhưng mà thứ dữ này cũng đi kéo cua ra. Đó, hai thứ dữ ra. Đại ca. Chú hồi chuyện qua làm mấy lon? Qua làm hai lon à? Hai lon với mà còn hú, đừng tiên, đừng hú, đừng réo, đừng lùm la. Anh này hôm qua, kèo buộc khó nuôi, anh nằm giống như bánh bèo vậy. Anh đây. Vậy thôi. Ba mẹ con mình uống đâu. Yeah. Kêu anh uống ly whisky, anh uống xong rồi anh đi, anh ăn scrambled egg and rice. Ta nhậu rồi anh đi ăn scrambled egg and rice, anh này hôm qua. Mời các bạn nha, cua răng me Canada. Ăn đi con. Chờ hai anh kia nó mất đây rồi. Bạn gái đâu không kêu ra ăn cua? Cô rồi, đâu? Lát không gước bánh thánh được rồi, uống rượu rồi đâu gước bánh thánh được. Cho anh nằm tí. Mệt hả? Uống rượu rồi lát đâu gước bánh thánh được. Sao chị? Trước khi mình đi lễ mình đâu có được uống rượu đâu gước bánh thánh được. Còn mấy tiếng nữa. Kìa cô, ra ăn cua chứ, ồ cào hốc nấm bên đây là nằm miết hả? Nằm không à. Trời, dạo này sao nằm miết vậy? Ồ quá trời luôn à. Cua đá mà. Đó. Lại là cua đá Canada nữa. Đó thấy chưa? Bự bự không nè. Quá trời bự nè, đó thấy chưa? Có ai có cần kiếm bạn bốn phương không? Đại ca giới thiệu cho. Có cái YouTube channel á, có chú có cần kiếm bạn bốn phương không? Thiếp, có cần kiếm bạn bốn phương không? Đại ca này giới thiệu cho. Mời 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 vô thân. Đang live stream cho ai vậy? Không có đâu, đâu có live stream đâu. Còn đâu có live. Tụi này không bao giờ live stream á, không quay lên chứ mà không. Bả mà hết ăn cua rồi, con làm nó phụ. Gấp đi thôi. Đây đến nhiều vậy. Em đi chưa tới 10 phút. Mời. Chạy ra nó dục cái thùng khô lợ lên rồi mình đưa mày chạy về thôi. Bữa nay bây giờ là all seafood, all đồ biển rồi các bạn Chút xíu nữa mới có gà rừng sau. Chuyện ra trước thấy bốn cảnh sát. Còn nó ra nó cũng cúng cảnh sát nói bị mày ok không? Nó vú xíu ok, nhìn ok. Ra không thấy ai rút lèo gì hết. Em chạy về trước. Ừ, trước bữa đó đi chợ về mà ăn con này tối này sao ngủ được ta. Bữa đó sỉnh quá trời sỉnh không ngủ được giặt lộn. Cô nói gì? Không ngủ về giặt lộn anh đừng nghe cô em. Đi, con này, đi rồi đi lâu rồi ăn nhiều quá à, sao vừa mà thấy lên nãy chị lên đi xuống đây mình đâu. Ủa nãy nó nói máy bay mà. Nó định nó thay đồ. Còn làm con mỗi tuần á. Chết tôi hôm nay. kêu đón cái này chứ mới để này à, cái này là phải à. Cái đống. Đừng chết tôi, tại sao tôi lại trở nên như thế ạ? Bữa nay qua nhà Nguyên Thảo nó cho ăn con này chắc tới nó không biết ai khổ vì ai. Biết các bạn. Ngon á, ăn cái này nó còn ngọt không? Ngon. Nó dễ nhậu nữa ha. Thì với bà con cua đây là cua nhà nuôi không á? Nó chưa kịp lớn. Cứ mới làm nó chưa đủ size thì kịp lớn mà. Mới nói cái cũng sao anh nói kỳ vậy mà mày. Thôi vậy em đâu đi bắt cua rồi kìa, đi cua đúng không? Không, bà nói thiệt với các bạn nha, cua này là cua chất lượng không á, cua vừa đúng size với oversize không á, đâu có nhỏ đâu. Dạ. Nãy giờ tìm con nhỏ rồi, con nhỏ bảo vệ biển đâu đem về này. Con nhỏ biển này. Đúng không? Ôi tờ nữa mà đó. Ví dụ muốn ăn cua nhỏ mình phải chế biến món khác. Mày né
cái đùi thôi. Đâu, 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 đâu. Em biết mà, em né mày mà. Ôi giờ lại là gà hầm xả nữa các bạn, hồi bữa ăn con chưa đã, giờ anh Viên ăn tiếp nè. Đẹp. Đấy. Hôm nay anh lên với con kia nè. Thấy hấp dẫn cái chú ăn bữa đó con ăn còn thèm mà. Đó, bữa ăn còn thèm rồi, giờ phải ăn lại thôi. Đậu đâu vậy? Ồ, dữ rồi. Cũng cho con đi thuốc. Hả? Đúng rồi, ở đây đi. Gà nó đục rồi, cầm vô cầm cái đùi lên rớt luôn. Đó, thì chút xíu mình xé mình ăn thôi. Mình khỏi cần dùng dao dùng kéo ra đó. Tay luôn, dùng tay luôn bro. Bây giờ là mình ngồi chút xíu thì mình xé ra mình ăn luôn. Cái đàn em ăn cái đùi trước. Ờ, cuốn đi, cuốn đi. Cuốn cái dao rồi. Cái dao cái đùi nó rớt lại vô trong nồi rồi. Kêu vợ Nguyên, em kêu vợ Nguyên ăn. Tại vợ Nguyên nó ăn cua không được, kêu nó ra nó gà. Mình ăn gà xong mới hát karaoke được chứ. Ăn gà ngon nè. Đâu đây quỳ. Đi lên ăn miếng rồi. Chạy chứ còn cười. Đúng rồi. Chạy nhìn nhất thôi. Em nắm nắm rồi thấp đồn cái anh cắn miếng ơi. Mà sao anh chuyển qua cái mặt em làm vậy? Nè các bạn, gà hấp xả nha. Dạ. Yeah. Lại một lần nữa. Tại sao bữa ăn chưa đã. Không ơi, con này ngon, con này ngon. Ăn cái này, ăn cái sả cũng ngon đó nè, cái sả ngon lắm. Cái sả nó thấm của sả nó ngọt, nước ngọt dữ lần dằn luôn. Mình làm miếng ế quế ha, rồi chấm muối. Muối đâu, muối đâu, muối mặn đâu, muối mặn. Đây. À, đó, y bài. Chú hùng cho à. Mình quay phim mà mình chảy nước miếng là chết mình rồi. Chơi kiểu này không được rồi. đây đầu bếp nha, đây là đầu bếp là gà hấp xả đó, đầu bếp chính đến từ Surrey, BC, Canada, dạ. Còn đây là nói từ các bạn cuối tuần á, họp mặt anh em nên làm món này, khỏi cần nhiều món, chỉ một món thôi cũng bữa nhậu cũng chết à. Nhưng mà nếu mà làm món này nhớ kêu vợ tôi tới. tại vì cái người mà sáng chế ra món này là phải đầu bếp chính. Người bắt kêu là rất là chuẩn. Dạ. Yeah. Nhiều khi mấy bạn mà làm món này mấy bạn chưa chắc gì làm ngon mà như gì đâu. Không, rất ngon các bạn. Dạ. Chút xíu nữa ha, ướt đáng rồi ha. Rồi làm miếng đây. Chấm nữa hả? Kỳ ta. Không ngon mà, dạ đây nó mà chứ ăn. Không mà. Tại vì anh cũng cần mua vừa tới luôn á. Mình ăn nóng nóng thì mới ngon nè. Dạ đúng rồi, nó vừa mới nó còn nó nóng á. Bây giờ anh quay đi. Ăn đi em. Anh quay cho chị anh ăn đi. Để chị em của em ăn. Chứ em ăn từ từ em nhậu không à. Nhưng mà vô cái bia Canada này đó. Đây. Khua lai Canada. Đó, vô luôn á. Đây. Đây là khui cái nè. Rồi đổ vô cho nó lạnh nè, đó. Ừ, vô luôn á. giới thiệu cho mấy anh em ở dưới gì miền Tây đó. Miền Tây em làm video clip mình cũng làm lại chứ. Thôi mời nè. Mời. Thôi mời các bạn nha. Dạ. Đây là Merry Christmas nè. Mình la lớn nãy bữa ai đếm gì 1 2 3 vô gì sao cái này yếu dữ cha. Đám cưới quá ngon. Thôi một con nè. Con gà này ngon hơn gà bữa. Cản. Ui cái đàn rồi. Ồ ok. Không biết ngớ mà mày đặt. Chú. Nó là gà nó luôn. Cái cản. Nhớ thay cái kiểu mình cái đầu mình mới bỏ được. Sao nút này nó nói gì mình hiểu nó nói cản. Không một bữa. Không biết ngớ mà nhái. Nó nói. Nó nhái đến bình định mà rồi. Mình nhái đập phải. Cái Phú Yên chú. Công nhận hay với cái này là mình hấp xả không có bỏ một hột nước nữa đó. Chỉ bỏ xả vô thôi.
Mà bây giờ đến cái thưởng thức cái món gà chờ này là đó đó, thưởng thức cái này. Bây giờ anh ca nữa, tao đuổi con luôn. Mình ăn hết trơn rồi. Hồi nãy giờ khách chưa tới, mình kêu đem đuổi con luôn chứ anh. Chờ cái món, cái này là cái món gà chờ. Ăn đi thôi. Chấm thử sao. Ăn đi rồi đó, chấm vô. Món này mình phải chấm là muối tiêu rồi. Muối tiêu mình không có, mình chấm muối ớt nè. Muối ớt mới đúng bài rồi. Mới nếm nếm mà nó ngon rồi. Nếm nó không? Trời ơi. Ngon không? Quá đã. Quơ cho quơ đẻ sao? Này cũng vậy. Ông Hiên thích thích cái đầu không hả? Cái đầu em ăn cái đầu thôi. Ui cái lăng đạn cái đầu nè. Mãi cái đầu thôi. Ui cái đạn. Ủa tiền không ăn hả? Mình ăn ăn cua nó kêu nó nòi. Dữa. Cua dù ăn rồi. Bây giờ. Nó có hai loại. Tại vì người Bắc á nó không có phèn cái nước ngọt luộc giống như mình. Cắt máu cái bỏ vô luôn. Cứng luôn. Nè ăn khác rồi. Nguyên, em xé một miếng đi, em chấm ăn miếng coi. Tuần này hai anh em phải đi đấu giá rồi. Không, tuần này còn nghỉ vài bạn quốc đi. Thảo đó rồi, tép muối rồi em gặm một cái ăn. Không, mà nhưng mà từ từ đã, để em đút nước miếng đã. Ông một ông đạo diễn, ông coi như là giống như là đạo diễn. Ngon rồi. Đây là cái cua cái cắm nha. Dài, thịt nó dài, nó dài lắm nè. Đu nước miếng đã. Đó. Có miếng rau không? Ừ, có miếng rau nó mới ngon. Đó. Đó, dài vậy nè, đó. Có miếng rau mà chép miếng rau mà giấm dưới đây nè. Có còn hot girl còn đàn ông. Không vậy. Hot girl không bằng cái này đâu. Có ở cửa. Vợ đúng rồi, vợ lại rồi gần thảo cho nó chấm ăn. Mình ăn cái này là mình quên vợ luôn á chị. Thiệt. Ăn ví dụ ăn như hào, ăn hào là nhớ vợ, ăn cái này quên vợ luôn. À mà thấy hay cứ surprise nha. Cho nhóm của anh em tụi em. Không hay Thảo. Mình nói thiệt chứ anh tin được anh tin được cái buồn cho cái món này mà kè không bàn đâu. Buồn khó lắm cua luôn á. Buồn vô còn nhiều lắm. Còn cái đống nè ăn gì hết. Vô chồng vô nó đẻ. Không biết ai nấu món này mà đẻ chằn trời. Giống như bánh trung thu mà cái bột, nhưng mà mình không thích cái bột mình thôi chứ đâu phải cái bột, giấy bột, giấy bột. Thôi, mà dính rồi. Nó dính mình vô trong cái chi á. Mà mình không thích cái này. Yeah, it's not bột, cái giấy là đây nè, cái này là cái bột giống như người ta. Hello các bạn ơi, bên đây là bây giờ món này là món mới nữa nè. Món mới nữa nè. Món mới nè. Đó mình nói vậy thôi mà mày. Món này chỉ có ở Canada nè. Cái Việt Nam không có đâu nè. Ai giời ơi. Thảo này mình phóng ra ơi. Cái người bắt đuôi liền. Mới cám bên phải. Thảo. Cái này bây giờ mà đánh lộn mà bị phóng da cũng nói nè. 104 sorry nè. Vô luôn. Hai anh em mình đẹp phiền luôn. À, giờ đang sắc chi rồi ra ha. Ok, làm chút xíu nữa. Test bánh kia cũng được. Mình mới quay tiếp đó. Mua đúng không? Dạ. Đây. À. Bây giờ mấy bạn muốn ăn cái món này, mấy bạn phải đi kiếm cái chi này nè. Đó. Cái chi này nó cái màu mà màu không phải màu đỏ mà con. Không phải màu hồng, cái màu gọi là màu đỏ tím nè. Bởi vậy còn chi đâu nè mấy đứa. Ồ. Em làm hết xong em bỏ trong cái đó hả? Ồ. Để nướng. Cái món này là cái món chi nướng nè. Nè. Mấy bạn nhìn cho kỹ nha đó. Nhìn cái tay của chị phải làm giống y chang cái tay của chị. Đi nướng không? Bao nhiêu độ? 350 độ nha. 350 độ hả? Chứ 330 độ là không có được đâu nha. Vô. Món mới nha, các bạn chờ. Mình chuyển sang cái độ lầy. Các bạn chờ khoảng chừng bao nhiêu phút nữa em?
15 phút. 15 phút có bốn mới. À, chờ 15. À, chú. Này nó xài như anh Nhậm Đêm nói. Gà này nè. Nè, gà đó nè, mình lập cho bà con thấy nè. Bây giờ là đây là cái bốn gà là mình đã ăn hết một nửa con nè, đó. Bây giờ nửa con này nó vẫn còn ngon. Rất là ngon. Bây giờ mình hỏi anh Thảo tại sao vẫn còn ngon? Đó. Nhưng mà cái gà này nè, hồi nãy giờ là ăn là hơn tiếng rồi. Mà để nguội rất là ngon luôn, thiệt. Nhưng mà cái cục sả này nè, đó, cục sả này nè, dưới con gà đó, con gà này đè lên đó đúng không? Đúng rồi. Khi mà hấp con sả, hấp gà thì cái nước con gà nó chảy xuống nè. Đúng, nó thấm vào. Tất cả nó thấm vô cục sả này. Đó, nên mấy bạn ăn có con gà này nè, mấy bạn phải đừng quên ăn cục sả này. Đó, chùm luôn. Cục sả nó quyền bí, là quyền bí cái cục sả này nè, đó. Cắn một cái là để mình cắn cái coi. Chuẩn luôn á, chuẩn luôn á. Em mời vô subscribe. Đồ chuẩn luôn á. Ngon. Rất ngon các bạn. Ví dụ như các bạn ăn hết con gà này củ sả, mấy bạn ăn gì vô. Uống thêm bia, kết bia hay cái bia không nhầm nhỏ. Chỉ cần ngậm củ sả là khỏi con gà. nó gớm vậy đó. Không, mà thiệt. Nhưng mà thiệt. Tại vì những cái nước ngọt của con gà nó ra nó thấm vô. Tất cả nó thấm vô đây hết trơn rồi. Hồi nãy giờ mình ngắm cái đầu em, hồi nãy giờ mình uống 3 lon rồi đó. Mấy bạn mà ngắm hết cái khủ này, các bạn uống chắc 15 lon. Ghê không? Nó thiệt. Ghê không, cái này nó thiệt. Ở cái này nè, cái củ này mà ngậm mà nãy giờ mình ngậm này đó, ngậm cái khúc này đó. Cái khúc này là nãy giờ ngậm được 5 lon nè đó. Bây giờ còn khúc này chắc cũng hơn hết. Không mà mình nói thiệt các bạn nghe, 15 lon thì mình không biết nói sao, nhưng mà thật sự củ sả này gà nó thấm vô ăn rất là ngon. Nó thơm, nó ngọt. Mấy cái bánh này chấm vô đó hết luôn hả chị Phượng? Chấm gì? Ngon. Để gái mình làm gì vô ăn? Thơm á, đúng rồi. Ngon á. Tại vì nó cái nước nó rút vô đó mà. Rút vào bao nhiêu cái. Nhưng mà khi luộc con gà này nên nhớ mấy bạn không bỏ một cái miếng nước nào nha. Đúng rồi. Xả các bạn lót ở dưới rồi con gà này các bạn bỏ lên trên thôi, rồi các bạn nêm muối gia vị ở đây bước vào, bước vào, nếu mà gia vị thì hỏi Tứ Dữ này. Thế Dữ hồi chiều úp con gà này úp gia vị bằng cái gì? Mình úp bằng gia vị. Phải nói cho anh em ta biết à, mà bí mật không bật mí. Hãy subscribe cái nhóm của anh em tụi mình. Đó. Okay. Net video clip. Vậy vô. Nếu mà muốn tìm hiểu. Phải like cái bạn nhớ like và subscribe cho tụi mình. Nhóm thư giãn Vancouver. Dễ luôn. Em làm lại nữa hả? Chết ta. Uống làm gì vậy? Ủa bây giờ nó ngùi ngùi tự nhiên nó kêu kêu lại em hả? Nãy mật ong em chăng không có điều. Bây giờ cho miếng này chứ đâu có điều đâu. Sớm em ăn một miếng rồi mà thấy là rất là ngon. Bởi mặt. Vậy uống đi thôi. Uống nó nói mình phải làm dĩa cho vợ nó. Đúng rồi. Tối nay ăn tường nó, bởi vì mình đưa là dĩa cho vợ nó. Đúng. Cái này lạ lắm á. Lạ lắm, này lạ lắm. Đặc biệt cái miếng bánh này mày chưa đưa mẹ. Con nói thiệt á, hồi vô là kể rồi. Thằng sợ thần tiên nó qua đây nó chưa ăn luôn á, chứ đừng có nói dạ. Thì công nhận là ngon thiệt á vậy. Để chừa vô đó đi, chừa chặt nữa. Nhiều lắm, xong rồi không ai ăn nổi đâu. Nhiều. Không mày chừa tí nó ăn xong chừa cho tụi nó. Nó nhiều lắm mình không ăn hết nổi. Không ăn nổi đâu. Không mấy em trời. Đây, em ăn thử cái đổ lum la nè hết. Bánh cho ngon luôn nè. Ok. Một cái nữa. Nghe, chờ chút xíu nữa nghe. Nghe. One more. Chờ chút xíu nữa. Qua đã. Cho nó cái này là lạ. Nó biết cái chiêu của bà chị đó chứ. Biết chiêu của chị. Đây rồi. Này là miếng mó hàng. Là cái món này là rất là good. Không, mà chú nói thiệt, hồi giờ chú chưa ăn luôn chứ đừng có nói mà ăn chú ngon. Đồ thường thường mình sống bên này mình phải biết nghiên cứu chú, không biết nghiên cứu là mình không biết được. Nghiên cứu mà nghiên cứu phải có bài bản đâu, bài bản chứ đâu phải là nghiên cứu Tây mà. Bài bản đâu. Cái này là theo cửa pháp mà. Thì đó chú thấy cái này là Tây rất ngon. Em làm cho chú miếng nữa nào. Chú ăn nãy giờ 2 miếng rồi, 2-3 miếng rồi. Đã có một cái này chút xíu nó cần mình cần hấp lại không em? Được rồi, được ăn. Được rồi, cái này ngon. Được rồi, bây giờ nó đông rồi, anh hấp lại. Đưa cho chú miếng nữa nè. Thôi, kể tí.
Tôi nghe thanh kiều quá. Nó lạ. Đúng không chú? Nó lạ. Quá trời. Lạ. Ủa? Bây giờ mình quay cái gì nữa nè? Nè. Là món này hồi giờ chú chưa ăn, chú nói thiệt. Để mà. Hồi giờ chưa ăn luôn. Nè, đại ca. Ngon. Món này ngon. Bây giờ bà chị mình á mới làm cho mình cái món này. Có nghĩa là mật ong với chi. Chi. Bánh lạc. Cookie. Cookie bánh lạc. Dạ. Các bạn thấy nó nhiễu xuống không? Đó, đó là mật ong đang nhiễu nè, đó. Nghe thấy là ghiền rồi đúng không? Đã. Ăn cái nè. Mình ăn một cái cho mấy bạn coi nè. Sợ cái thằng này không? Coi xin phép anh ăn miếng hả? Ủa mày ăn phép nè. Thằng này nó ham ăn quá nè. Nhỏ ơi bạn, nhỏ thì có thôi luôn rồi. Ngon không? À, mình nó ăn rồi, đến phim mình ăn, nhưng mà mật ong vẫn ăn nhiều nha bạn, các bạn ăn nghe. Nữa hả mày? Trời. Ồ quá đã. Ông giống như lâu lâu không? Bây giờ phim mình ăn nè, đó, mình ăn. Các bạn nhìn ra này, chi là chính giữa đúng không? Cái này là cookie ở trên. Còn mật ong là nó mít hết trơn rồi. Bây giờ đến phim mình ăn nè, các bạn nhìn cho kỹ. Ngon. Ngon lắm nghe. Không ơi, chứ bây giờ mình ăn gà, ăn cua được cái chắc mặt của mình á. Bây giờ cái mình ăn nó nhiều nên nó trôi. Đúng không? Ngon. Cá ta, em. Em tự xử được. Nghiên kết. Tự xử được. Cá ta. Lấy thời gian cho mượn. Ngon. Cái này có ngon chứ nè. Good ăn nghe. Món này ngồi giờ good á, đúng không? Nướng cho nó giòn xong anh đặt nát bỏ lên nó ngon nữa. Wow. Anh quên đem. Anh đi được rồi, mình trải lên trên này. Dạ. Sao kêu mà đặt nhỏ hay là bon là ngon nhất. Anh diễn tại cái khác đi. Rồi con gà này còn xương không luôn á. Không còn xương đó em, còn thịt hả? Nhưng mà còn thịt nhiều. Quá trời thịt luôn nè. Nhưng mà giống như là quay chưa quay chưa ok chưa em nói. Nhưng mà từ sớm em chưa ăn em... ăn hồi sáng đến giờ, ăn hồi trưa đến bây giờ, đến giờ nhiều mà vẫn còn hai con cua này ở lại. Cái đùi nặng. Bắt cái đùi luôn luôn á. Mày phải nói là đúng quá chồng ơi. Ok mà trời ơi mà sao cái đường mà rớt cái miếng da mà thấy nó ngọt chi. Mấy cậu lo à mấy. Đó, tiên giờ. Giờ này mới về. Anh em mình xỉn hết mới về. Khổ quá. Tiến Hải nhìn đây. Còn ghế nè. Bây giờ từ cái dưới nhà trên. Cái nhà trên á, cái đồ ăn xe ngon hơn cái nhà dưới đúng nè. Hồi chiều giờ là mình nhậu ở dưới nhà dưới rồi. Anh Tiên mình đi lễ về, đi nhà thờ về. Bây giờ kêu lên nhà anh Tiên quậy tiếp nè. Này là cái này là thật sự là Merry Christmas nè. Em cũng không biết bữa tối nay là Merry Christmas luôn. Này surprise luôn á. Đó, bây giờ nhậu chiều giờ ở dưới nhà Trần rồi đúng không? Bro. Yeah. Bây giờ phải lên nhà Tiên nè. Dạ. Đây là Tiên Mai nè. Đó. Tiên Mai nha. Tiên Mai bữa nay có bộ đồ mới quá. Ờ, thêm cái hầm rau nữa. Ồ, đây cắt thịt nè, cắt gì nè. Đó. Không biết nó cắt được không vậy ta? Dữ. Anh không ngờ bữa nay em năm nay em có cái áo đẹp như thế. Em cũng không ngờ. Anh đi ơi. Dạ. Sao cái này để một cục vậy, sao không trộn ra? Một băng thôi ta. Ấy. Chị trộn qua. Cái này em bỏ. Con này giờ nó biết ơi. Thiết bị nó mới lên nè. Bây giờ mọi lúc mọi nơi đều có đèn. Đã. Giờ mọi kìa bây giờ. Mỗi lúc mọi nơi có đèn ý ít thôi nè. Quay cái áo của anh á. Áo này em bá đạo lắm.
đồ áo này tới dữ. Đâu đâu đâu, Thảo Thảo quay quay lại, bấm bấm trên trái xuống nha. Ôi dữ. Nhìn lại, nhìn lại. Em chụp hình rất là xấu xí. Con mẹ không? Mẹ chơi mẹ. Chưa nói hết câu thì chưa hiểu, hiểu từ mấy từ bạn đúng không? Chưa chưa dạ. Bây giờ mình giới thiệu đúng không? Giới thiệu đâu phải là mới cái món què gà nãy đâu. Bây giờ mình giới thiệu qua cái món Các bạn, nhậu hồi chiều đó giờ rồi. Bây giờ rốt cuộc lại vẫn cái món này là cuối cùng. Món này là món hào sống. Hào sống. Hào sống không phải mùa tàng nghe, mùa tàng như Việt Nam mùa tàng dở lắm anh. Dở rồi dở. Mình yêu cầu Thảo Thảo em bóc con này em ra ăn cái thử nha. Ăn thử cái này là mù tạt là dĩa chanh sống, dĩa hành với lại với lại cái sốt sốt gà với lại sabato là cái sốt sốt tô sốt của Nhật Nhật á, tụi Nhật nó ăn á, tụi Nhật nó ăn. Mà các bạn muốn thì mình các bạn hãy coi video clip thứ hai đó. Các bạn nhớ là subscribe và like đó. Mình quên kia đi. Mình câu like mà anh, mình câu like mà đó. Đó. Bây giờ là chanh là đủ rồi, đầy đủ rồi. Tất cả đầy đủ. Bây giờ mình sẽ nảy con cà hào này lên nè, đó. Con hào này đang đông đá nha, rất là cứng. Khi nào khi nào mình ăn bắt đầu mình lấy cái lưỡi mình đá xíu nè. Rất cứng, con hèo này rất cứng nè, các bạn thấy không, thấy không, rất cứng, cứng ngắt luôn, cứng giống như đá vậy đó. Đó, mình ăn là mình phải ăn như vậy đó. Mình nãy rất là lên là rất là khó khăn. Không phải trong nghề rồi đó. Nó lên này thấy bạn. Nó lên này thấy không, thấy không? Bây giờ mình sẽ nảy lên. Mình đá lưỡi mình múc. Cái này mình nảy lên. Bên này mình sẽ nảy lên một lần nữa. Những cái miệng của mình nha bạn. Cũng như mình ăn otter mình phải mình y chang cái này otter mà, cái này otter. Nhưng mà các bạn hãy nhìn thật kỹ, chanh xem miếng chanh nữa. Này nó ăn cái otter mình ăn chanh hơi ha quá. Bây giờ nó frozen nè, nó cứng rất là cứng nha. Mà cái đó ăn là very happy á. Nói chung là cái món này ăn á là ông phải ăn để frozen. Ông ăn là bạn khen. Ông ăn một bạn khen hai. Cứ ăn. Yo bro, yeah. Very good. Yeah, ăn very good. Đúng, ăn cái miệng nó thấy thèm đi chứ. Chua. Ngọt. Ngọt. Chua, ngọt, thơm, ngầm. Chua, lạnh. Có lạnh. Cái chân răng mình cũng tơ luôn á. Không, mà thường các bạn, thường là mình nếu mà mùa hè thì mình ăn mấy con hào con cục coi nè. Hào này bằng sống là ok, nhưng mà đến mùa đông là mình phải ăn, mình bỏ trong cái freezer cho nó làm chút xíu. Mình ăn cho nó an toàn. Cho nó diệt khuẩn á, diệt khuẩn nên diệt mấy con virus bớt đi. Mà thấy các bạn thấy không? Cái này là hết rồi nè. Giờ muốn ăn con nữa mà sợ mấy người này chửi quá. Làm con nữa em. Làm con nữa không? Làm con nữa. Đây, con thứ hai. Con thứ hai. Này các bạn nhìn nè. Những cái oyster sauce nè, tomato nè, rồi hành nè, onion. Nào, mình cậy nó cứng rồi, thấy cứng không, cứng không? Quá cứng luôn. Cái đó người ta nói là hào ăn. Hai chú, cái này là mình vô tình để cho nó ăn sung nè. Nói chung á là ăn cái này đó là ông ăn nhưng mà bà thích lắm. Phải không? Các bạn nên nhớ là khi là mình ăn cái này nè là mỗi lần mình ăn là vợ mình kêu anh ngày mai nhớ mua nữa anh. Thích là thích cái ô này thôi. Rồi. Không, hèn ngon, chi. Ngon. Hèn chi mình không có mời mình nó cũng ăn hai con. Không, cái này ngon á. Ngon, cái này ngon. Ăn các bạn ăn rồi mới quen. Các bạn sẽ biết nó ngon như thế nào. Ví dụ như cái hiệu quả như thế nào ạ? Cái hiệu quả nó rất là cực kỳ. Này, bia cola nha, phải uống cái bia cola mới được. Hồi nãy con chóc tay dày, mà bia nó chật đẹp vậy này. Quá ngon. Bia cola. Quá ngon.
chương trình karaoke nhưng mà ca sĩ vừa ấm con vừa hát nè. Chú nè, vậy vừa ấm con vừa hát nè. Thế bà về. Bà về. Sùng thì nó chứ, sùng quá rồi.